Chào các bạn nhé, mình tên là Thu Thủy Trần đây. Mình đang đứng ở trên vườn dưa lưới ở trên Bình Phước. Cái này là huyện Phước Long của tỉnh Bình Phước, của một bạn đã làm ở bên một cơ quan nhà nước ở tỉnh Bình Phước là Bảo hiểm xã hội. Và bạn có làm một cái vườn dưa lưới, canh tác dưa lưới rất là quy mô, rất là chuẩn, quy trình rất là chuẩn ở đây. Và hôm nay mình rất là vui vì có dịp về đây để thăm vườn dưa lưới của bạn. Thì đây các bạn nhìn thấy cái vườn dưa lưới, thì ở đây là làm bằng cái lưới để chống côn trùng, với lại già khi mà trời mưa nó cũng làm giảm cái độ rớt của hạt mưa xuống, nó không có làm ảnh hưởng tới cây, để cho cây nó có sức sống tốt, với lại để nuôi trái cho tốt. Thì ở đây thì mình thấy vườn của bạn là trồng có hai loại dưa. Một loại là dưa giống dưa Hà Lan. Đây, để cho các bạn xem. Đây, giống dưa Hà Lan, cái quả nó to này. Cái quả dưa Hà Lan này thì là cái vỏ nó sẽ màu vàng, ruột sẽ màu xanh. Thì ăn nó sẽ ngọt, ngọt thanh. Đó. Ở đây là một bạn là bạn đang ngày nào cũng có phân bố những cái bạn ở trong này để chăm sóc cây trồng, theo dõi tình hình sức khỏe của cây, đồng thời là làm vệ sinh cho vườn đó, và trồng theo phương pháp vi sinh, hữu cơ vi sinh. Cho nên các bạn nhìn những quả dưa rất là ăn, nhìn rất là thích luôn, căng tròn. Bạn có chia sẻ với mình là những cái quả dưa này trên cây, nó một cây có thể mọc rất là nhiều quả, nhưng mà bạn không có để lại nhiều quả, mà bạn chỉ để trên cây một quả thôi, hoặc là cùng lắm là hai quả. Thì mình hỏi tại sao mà như thế, thì vì bạn muốn giữ để cho cái dinh dưỡng ở trong cây ấy, nó sẽ dồn được sức khỏe của cây để cho trái cho tốt đó. Cho nên là bạn sẽ làm như vậy rất là tốt. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha.